Yeah. Hello anh em. Thì chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đề Can Bình Dương. Hôm nay tiết mục mình trở lại với đó là mình tiết mục về hai bánh nha mọi người. Thì đây là một con R15V3 giòn 5-6 lần rồi. Hôm nay với hoàn thiện được coi như là 90% thì mình sẽ quay, xin phép anh em gần 5 phút để mình giao xe cho khách. Mình sẽ quay review cho anh em cỡ 5 phút về R15V3 nên làm những gì nha. Ok. Thì trước mắt là một con R15V3 này. Thì hiện tại thì R15V4 đã ra nhưng mà V3 vẫn là một cái gì đó rất huyền thoại, cơ bản rất huyền thoại, đồ nó rất là nhiều và anh em chơi cực kỳ nhiều. Thì bên mình thì nói về R15V3 thì mình làm cũng rất là nhiều, làm nhiều lắm nhưng mà lâu lâu mới có cơ hội quay, chứ mình cũng không thường xuyên ra clip được, đó là một cái bất tiện bên mình. Thì ok, thì đây là một con R15V3 khoác lên mình cơ bản rất khá nhiều đồ rồi nha. Thì mình sẽ xin giới thiệu qua luôn. Đầu tiên là về dàn áo này. Dàn áo thì được dán một bộ tem này là tem titan. Màu này gọi là màu chuyển sắc nha mọi người. Màu này thì cách đây từ 3-4 năm rồi, nó vẫn luôn hot, vẫn luôn rất là đẹp. Thì phiên bản màu này nó sẽ có làm hai dòng, là dòng bóng và dòng nhám. Thì con này thì mình sử dụng dòng bóng nha, siêu bóng luôn. Nó sẽ chuyển góc theo thời gian và màu chủ đạo của nó là màu tím và màu xanh nha mọi người. Đó là về dàn áo. Nói chung thì về tem thì bên mình là thiết kế in ấn và sản xuất theo yêu cầu. Tất tật tật anh em thích gì qua làm cái đó. Tất cả các dòng xe, từ xe máy đến xe hơi, xe đạp, xe mô tô, xe tất tật tật, thuyền, cano gì bên mình làm hết nha mọi người. Về tem thì không phải bàn. Đó, đó là về bên ngoài. Còn về phần đầu này, thôi mình giới thiệu phần đầu trước ấy. Cameraman thì hôm nay mình có cameraman quay thì mình sẽ xin phép luôn. Phần đầu thì cái chắn gió thấy bằng chắn gió game speed nha mọi người, màu đen cực ngầu nha. Rồi không lắp gương, cái này là hai cái tay gương bộ bốn ốc, cái thấy bằng bốn ốc titan. Ngoài ra bao tay, bao tay sử dụng bao tay xịn này, gù Salaya này, tay thắng tay côn sử dụng tay con thắng tay côn RCB S1 này, tay côn S1 nha, phiên bản màu xám. Bên này tay thắng, bên này rồi bên này sử dụng tay thắng này thì chút nữa mình nói nha. Quay cho nhờ. Cái này thì cái con S1 phiên bản là phiên bản màu xám titan và đây là hàng 14 nha, hàng 14. Bởi vì tại sao sử dụng hàng 14 thì ok, quay cho chặt chân. Thấy không? Thấy không? Giới thiệu mọi người, đây là dàn chân của R15V3, sử dụng heo Adeline 4 vít và sử dụng bá CNC. Thì đối với heo Adeline 4 vít này thì bắt buộc mình phải thấy cái thắng ít nhất là tầm 14 nha, 14, còn không thì mình sử dụng 17 thì nó hơi dư nhưng mà 14 nó vừa. Đây, còn nếu mà tay thắng zin thì mình bóp thì nó không có cảm giác như thế này được. Tạch được. Đây. Đó là về dàn chân. Mâm này thì nó là mâm zin nha mọi người, mâm zin. Nhưng mà thông số lốp trước thì đã lên thông số lốp là 100 rồi. Sơ gì sử dụng 100 là bởi vì chút là mình quay lại đằng sau. Thì cái này là lốp Michelin Pilot Street 2 phiên bản 100. 100 nha mọi người, 100. Lốp phiên bản bấm zin của nó thì nó là 2.0 gì đó thì có thể lấy được lốp rất 100 bình thường, không có bị gà dè nha mọi người. Cái này lắp như zin luôn, lắp như zin. Ngoài ra xi nhan thì thay bằng cặp xi nhan này. Xi nhan speed đẹp. Chống độ này, cái này chống độ sườn. Lúc anh em mình lơ có bị xa cơ lơ bước thì cái này nó vẫn cản được một cơ số nha mọi người. Đa số thì rồi 15V3 thì đa số là lắp cái chống độ sườn. Ngoài ra rồi đến dàn sau này, một trong những cái phiên bản anh em yêu thích nhất vẫn là phiên bản Vodis. Cắt biển số gấp gầm nha mọi người. Cắt biển số gấp gầm thì cái bát này bát CNC thôi, bình thường bát CNC. Đặc điểm nổi bật của con R15V3 này đó là, đây em quay ra góc này anh giới thiệu cho. Mình chỉ 5 phút thôi, mình bởi vì là mình sẽ nói qua những cái đồ cần làm thôi. R15V3 đi gắp zin, gắp này gắp zin. Nhưng mà mâm này là lên mâm của R3 nha mọi người, mâm 5.0, cho nên cho phép cái phiên bản vỏ 6 điện đó là 180 này, 180 sẽ 55 nha, 180 sẽ 55. Lốp này là lốp Pilot Street Arida. Cơ bản thì 180 là nó là maximum rồi. Đối với anh em mà thích cái kiểu mà BKL thì đấy là một cái sự lựa chọn hợp lý. Thì cái mâm sau này cộng với cái vo, cộng với cái chế những cái bát để mình đưa cái đĩa thắng và cái đĩa này vào thì đâu đó chi phí hoặc tầm 5-7 triệu gì đó nha mọi người, mình không nhớ nữa. Nhưng mà đã thốt rồi 15V3 thì bên mình làm cái phần này rất là nhiều rồi, làm nhiều cực kỳ nhiều luôn. Chả, ok không? Làm cực kỳ nhiều. Và để tăng cái độ tải trọng và nó nhẹ hơn nữa thì cái đĩa này là mình cắt đĩa CNC luôn nha. Đĩa 52, đĩa gì của nó là 49.
49 thì đối với đi lốp zin thì nó nhẹ, nhưng mà đối với mình lên lốp như thế này thì anh em nên lên đĩa nha, nên lên đĩa. Đó. Thì gì đâu ta? Rồi, quay về trước nữa. Một đặc điểm cơ bản của con này nữa đó là thêm một chút đồ chơi nữa, đó là cái bổ này là đồ lên billet. Đây anh em mình bật lại cho mọi người xem. Đây. Thì bi này là mặt led nha mọi người. Phá vẫn bình thường. Tất cả mọi thứ bình thường. Không có gì cả. Rồi, em quay đồ sáng này. Đây là đồ sáng của bi nha mọi người. Phá cốt, phát sinh. Tất cả đều bình thường. Đây, quay bên này tách bộ luôn. Thì đối với R15B3 thì cái bô mà đẹp nhất mà mình hay làm nhất cho anh em đó là bô R1, AK1VX R1 nha mọi người. AK1VX R1 kết hợp với cụ Titanium. Thì cây này là cây hàng Replica nha. Anh em mình xài R15B3 thì xài tầm này là được thôi, chứ không cần xài hàng real quá nhỉ. Hàng này là xài cơ bản là ngon rồi, khỏi bàn rồi. Ok, xong chưa? Thì vừa rồi thì mình vừa review qua một con em gọi là R15V3 phiên bản đổ sương sương. Đâu đó thay vậy chứ cũng tốn tầm mười mấy 20 triệu rồi nha mọi người. Tốn tầm mười mấy 20 triệu rồi chứ cũng không ít nữa nha. Cơ bản thì R15V3 thì mình sẽ làm những thứ như thế này là được rồi. Thì mình cũng chuẩn bị giao xe, chủ xe nên mình xin 5 phút để mình review cho mọi người cùng xem qua một cái phiên bản gọi là R15V3 đổ tầm gần 20 triệu. Ok. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Đề Can Bình Dương. Và hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau.